Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với thức sau hàng. Hôm nay là giải trí Hàn Quốc có những thông tin mới và hot nhất nào? Thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cập nhật nhé! Tính đến năm 2022, dựa trên giá trị tài sản dòng của mỗi thành viên, người hâm mộ không khỏi tò mò liệu cái tên nào sẽ là phú bà giàu nhất nhóm Blackpink, liệu đó sẽ là ai? Blackpink chính thức ra mắt vào năm 2016 và được coi là tân binh khủng long vào thời điểm đó. Sở hữu phong cách âm nhạc cá tính cùng thần thái trình diễn lôi cuốn, nhóm có được lượng fan vô cùng đông đảo. Không chỉ có vậy, Blackpink còn là cái tên khủng long trong làng thời trang, khi mỗi thành viên đều trở thành đại sứ cho các thương hiệu đình đám trên thế giới. Giá trị tài sản dòng tính đến năm 2022 của nhóm được công bố khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi biết được thành viên giàu nhất nhóm là ai. Thứ nhất, Lisa khoảng 20 triệu đô la Mỹ tương đương là 457 tỷ đồng. Lisa vốn được gọi là em út vàng của Blackpink bởi tài năng và nhan sắc đỉnh cao. Cô nàng không phải là người Hàn Quốc mà là xuất thân từ xứ chùa vàng Thái Lan. Lisa từng khiến dân tình trầm trồ trước gia thế giàu có và danh tiếng trước khi debut. Cụ thể, bố của nữ idol chính là một đầu bếp bậc thầy trong một khách sạn sang trọng trên thế giới. Bên cạnh sự nghiệp thần tượng phát triển ở thị trường Hàn Quốc, Lisa còn từng được mời làm huấn luyện viên trong chương trình Sống Còn nổi tiếng ở đất nước tỷ dân. Điều này đủ cho thấy độ phủ sóng cao của mỹ nữ Thái Lan. Không chỉ vậy, cô nàng còn có cơ hội hợp tác với các thương hiệu cao cấp như là Prada, Adidas, thậm chí Lisa trở thành đại sứ toàn cầu cho loạt nhãn hiệu đình đám trên thế giới như Celine, Bulgari, AIS Thái Lan, Mark. Chính vì vậy mà em út Blackpink lại chính là người giàu nhất nhóm với khối tài sản dòng lên đến khoảng 20 triệu đô la Mỹ, tương đương là 457 tỷ đồng. Thứ hai, Jenny khoảng 18 triệu đô la Mỹ, tương đương là 411 tỷ đồng. Nhiều người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới Jennie nếu được hỏi về thành viên giàu nhất Blackpink. Sở hữu vẻ đẹp không chuẩn gu người Hàn nhưng Jennie đặc biệt trở nên thu hút khi trình diễn trên sân khấu cũng như trong cuộc sống đời thường. Thậm chí hiệu ứng Jennie chính là cụm từ mô tả chính xác việc cô nàng khiến mọi thứ trở thành xu hướng một cách nhanh chóng. Là thành viên đầu tiên của nhóm ra mắt solo và đạt được thành tích ấn tượng, Jennie chứng minh cho mọi người thấy khả năng trình diễn đỉnh cao. Bên cạnh đó cũng giống như Lisa, nữ thần tượng cũng xuất thân từ gia đình giàu có bởi trước khi gia nhập Blackpink lớn lên ở quận giàu nhất Hàn Quốc. Ngoài ra, với thần thái và sức ảnh hưởng lớn, Jenny là cái tên được nhiều thương hiệu đình đám ưu ái và trở thành đại sứ cho Chanel và Hera. Nhiều cái tên khác là đối tác của cô nàng trong lĩnh vực người mẫu như là Calvin Klein, Marie Claire, Vogue. Sự nghiệp đỉnh cao giúp giá trị tài sản dòng của Jennie đứng thứ hai nhóm, cụ thể là khoảng 18 triệu đô la Mỹ tương đương là 411 tỷ đồng. Thứ ba, Rose khoảng 15 triệu đô la Mỹ tương đương là 342 tỷ đồng. Rose đảm nhận vai trò giọng ca chính của nhóm nhạc Hắc Hương, không thực sự gây ấn tượng vào những ngày đầu ra mắt bởi vẻ ngoài nhạt nhòa so với các thành viên còn lại, chỉ cho đến khi những idol chuyển sang mái tóc vàng, nhan sắc mới thăng hạng đáng kể. Từ đó thì bông hồng xứ Úc trở thành cái tên có độ phủ sóng cao không kém cạnh ba mỹ nhân khác trong nhóm. Rose cũng từng có sản phẩm ra mắt solo và đã được thành công đáng kể. Trong lĩnh vực thời trang, cô nàng trở thành đại sứ toàn cầu cho Celorang và cũng là nàng thơ cho dòng sản phẩm của thương hiệu này. Đầu năm nay, nữ thần tượng cũng chính thức được bổ nhiệm làm đại sứ của Tiffany Co. Điều này giúp khối tài sản dòng của bông hồng xứ Úc lên đến khoảng 15 triệu đô la Mỹ, tương đương là 342 tỷ đồng. Thứ tư, chi số khoảng 15 triệu đô la Mỹ tương đương 342 tỷ đồng cô chị cả Jisoo của Blackpink vốn nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp tượng nữ thần cùng các đường nét hoàn mỹ chưa có sản phẩm âm nhạc solo như ba thành viên còn lại. thế nhưng Jisoo đã gây ấn tượng với vai diễn đầu tay trong phim Snowdrop và được công nhận về thực lực. nhiều người cho rằng nữ thần tượng là diễn viên tiềm năng trong tương lai. trong khi Jennie được gọi là cây chơi neo sống thì Jisoo cũng không kém cạnh khi được gọi là biểu tượng sống của Dio bởi phong thái thanh lịch, nhã nhặn, sang trọng phù hợp với thương hiệu. nữ idol có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong dòng mỹ phẩm tại thị trường Hàn Quốc. Điển hình là việc cô nàng trở thành đại sứ thương hiệu của Kiss Me và hợp tác cùng với Life Friend, tạo ra linh vật cho trò chơi di động của họ. Chisu có khối tài sản dòng ngang ngửa với Rose rơi vào mức 15 triệu đô la Mỹ tương đương là 342 tỷ đồng. Không hổ danh là Blackpink, nhóm nhạc nữ hàng đầu của kpop khi các thành viên đều có được thành công ở mảng âm nhạc lẫn thời trang. Chính vì vậy, mỗi thành viên trong nhóm Hắc Hương đều có được giá trị thương hiệu cá nhân vô cùng cao. Người hâm mộ cho rằng trong tương lai, sau so màn comeback sắp tới của nhóm, giá trị tài sản dòng của từng thành viên sẽ có thay đổi đáng kể. Vậy còn đối với bạn thì bạn có cùng suy nghĩ với chúng tôi hay không? Và đừng quên chia sẻ ở bên dưới comment nhé! bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây cảm ơn bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp